Hoa Đậu Xanh xin kính chào toàn thể mọi người. Hôm nay Hoa Đậu Xanh sẽ làm một video về cây hoa son môi. Như trên hình các bạn thấy, đây là một chậu son môi đang trổ hoa rất là đẹp luôn. Theo như nhận xét của Hoa Đậu Xanh khi trồng lại hoa son môi này thì trên thị trường hiện nay đang có hai loại hoa son môi. Đó là một loại hoa son môi nhập có đặc điểm là lá khá là to. Còn đây là giống thứ hai, lá sẽ nhỏ hơn. Mà hoa thì như nhau, hoa thì đều là cùng một kiểu như mọi người thấy đây. Cùng là nó sẽ nở như thỏi son, hát ra ngoài đỏ. Thì đặc điểm của cái hoa son môi này thì Hoa Đậu Xanh quan sát thấy là nó sẽ sinh sản bằng cách là nhân giống bằng nhánh, tức là mọi người sẽ muốn nhân giống thì sẽ phải cắt các cái mắt này để cho xong dâm vào chỗ mát bằng cát, hoặc là có thể bằng cái giá thể nó đấy nó thoáng thì cây nó sẽ ra rễ và ta tiếp tục cho lên chậu. Thì đây là cái cây son môi thì Hoa Đậu Xanh cũng đã nhập cách đây khoảng 2 tháng. Cây cũng khá là thuần và đẹp rồi. Thì Hoa Đậu Xanh cũng nói qua về cái đặc điểm tiếp của cây này, đó là nó sẽ đẻ nhánh. Khi mà các cái nhánh nó bị gãy này thì nó sẽ đẻ nhánh. Có một đặc điểm rất hay là nó sẽ đẻ nhánh. Đây mọi người cùng xem này. Đây là một đoạn gãy nha mọi người nhá. Đây. Nó đang đẻ nhánh này, cái bé này. Đấy. Nó sẽ đẻ nhánh ra. Đẻ ra tiếp tục các cái nhánh khác. Và cái thời điểm hiện tại thì đang là sắp dịp Tết. Cũng rất là trùng hợp là cây sẽ đang ra hoa trùng vào cái đợt Tết này. Mọi người nhìn thấy không? Đây là hoa của nó này. Nó sẽ đan xen các cái lớp với nhau. Cũng tùy chăm, cách chăm. Thì đây là Hoa Đậu Xanh cũng chăm một cách rất là tự nhiên thôi. Cây nó sẽ ra tự nhiên. Đây là một lớp mới, hoàn toàn mới luôn. Sau lớp thứ nhất ra cách đây cũng được 2-3 tuần rồi. Đây là cái còn lại của lớp thứ nhất, lớp hoa thứ nhất này. Đây là cái nhánh này. Và khi chúng ra đồng loạt thì rất là đẹp mọi người ạ. Hoa cũng chơi được khoảng 5-7 ngày, thậm chí có thể hơn. Với điều kiện là cây nó đã thuần rồi thì sẽ có thể hơn. Đây này, đây cũng các cái nhánh này nó đang có nụ non này mọi người này. Đấy. Rất đẹp luôn. Thật sự đây là một cây mọi người rất đáng nên chơi. Thì cách chăm sóc thì cũng khá đơn giản thôi. Nó là một cái loại cây không được ưa ánh nắng trực tiếp. Mọi người có thể treo. Với cái điều kiện nắng gắt ấy, thì mọi người nên hạn chế treo ở những cái nơi như vậy. Treo ở nơi có tí bóng râm hoặc là hắt không hoàn toàn. Nắng vào thì cây nó sẽ khỏe cây hơn. Và chăm sóc thì các bạn nên trồng cái giá thể giữ ẩm tốt cho cây. Tưới nước đều đặn và bón phân. Những cái hàng hoa này thì các bạn có thể bón phân hữu cơ hoặc phân hóa học đều được. Tuy nhiên thì Hoa Đậu Xanh cũng muốn là các bạn nên dùng phân hữu cơ sẽ tốt hơn. Phân hữu cơ nó sẽ cây nó sẽ khỏe ổn định hơn. Mọi người sẽ chơi được lâu.
Đấy, rất nhiều các cái nụ non nó ra. Đây mọi người nhìn nào. Đây. Chậu này nó khá là to mọi người ạ. Khá to luôn. Cây đẹp thuần. Đây, hoa đậu xanh sẽ để xuống cho mọi người ngắm. Đấy. Khá là to luôn. Đường kính chắc là phải đến 80 phân mọi người. Tầm 80 phân. To đẹp. Và đây cũng không phải là cái chậu to nhất của hoa đậu xanh có đâu nhá. Đợt vừa rồi thì hoa đậu xanh cũng mới cho đi mấy cây cây mà còn to hơn cái này cơ, thậm chí còn nhìn còn long lanh hơn, rất nhiều hoa luôn. Đây mọi người xem nào, hoa xanh trồng bằng đây là sơ dừa mọi người nhé, sơ dừa hoa xanh trộn với phân hữu cơ này. Ẩm này. Ẩm rất tốt. Đấy. Mọi người chỉ cần giữ ẩm cho cây tốt là cây nó sẽ rất là mượt, đẹp, mướt lá luôn. Với những cái cây mà mọi người mua ở ngoài quán về thì lưu ý là nên để một vài ngày xong mọi người thay giá thể đi, thay giá thể hoàn toàn và trồng loại bằng cái chậu mới để cho cây nó có nhiều dinh dưỡng hơn. Bởi vì những cái giá thể khi các bạn mua ở ngoài quán về thì là nó sẽ có thể một thời gian nữa nó sẽ hết dinh dưỡng, cây nó sẽ còi cọc mà nó sẽ ốm yếu. Bởi vì cái môi trường trong trong cái gọi là cái nơi trồng cũ nó sẽ thuận lợi hơn. Khi các bạn mang về nhà các bạn trồng thì nó sẽ không được thuận lợi như vậy. Thì do đó thì mọi người sẽ nên thay đổi hoàn toàn lại cách sinh trưởng phát triển của cây bằng cách sang chậu đi. Sang chậu cho nó thuần tới cái môi trường của mình. Thì cây làm sao để biết được cây nó đã phát triển tốt này. Mọi người có thể nhìn lá này, nó ra lá non rất là nhiều. Ra lá non nhá. Lá non như này, những cái cây lá non như này rất là khỏe. Rất đẹp luôn. Mọi người treo chỉ cần hai chậu trước ban công thì chấm hết luôn, rất đẹp. Đây này mọi người này. Hoa này sẽ chơi chắc là trước Tết một thời gian là nó sẽ ra. Còn những cái hoa nhỏ này nó sẽ ra đúng Tết luôn. Thì trên đây là cái video một chút kinh nghiệm chia sẻ của hoa đậu xanh về cái cây son môi này. Thì khi nào có thời gian thì hoa đậu xanh sẽ làm một vài video nữa về cách nhân giống của cái cây son môi. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để tiếp tục cập nhật các xem các video mới nhất của hoa đậu xanh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt mọi người.